Một số người vẫn chưa tìm ra được phiên bản tốt nhất của họ. UAS sẽ giúp bạn tìm ra phiên bản đó bằng cách phát huy tiềm năng tốt nhất trong bạn. UAS tạo nên sự khác biệt. UAS là một trường quốc tế được xây dựng dựa trên lòng tin tưởng và sự xuất sắc. UAS có hai cơ sở ở Toronto, một cơ sở gần trung tâm thành phố và một cơ sở ở ngay North York. Cơ sở chính của chúng tôi ở trung tâm thành phố chủ yếu dành cho những học sinh cuối cấp chuẩn bị bước chân vào trường đại học hoặc cao đẳng, còn cơ sở ở North York dành cho những học sinh ESL hoặc các lớp nhỏ hơn. Có hơn 150 học sinh tốt nghiệp hàng năm, sẵn sàng cho bậc học sau trung học. Tôi đã rất bất ngờ khi biết rằng 98% học sinh tốt nghiệp UAS đã đăng ký vào các trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới. UAS hướng về cộng đồng, một nơi học tập an toàn để học sinh khám phá bản thân, kết bạn và có một nơi để thuộc về. Tất cả mọi người từ khắp các quốc gia khác nhau trên thế giới đều được chào đón ở đây. Our classes are very interactive. We do a lot of hands-on research activities so that we can make sure that the students can take charge of their own learning. Bạn cũng có thể đăng ký các buổi gặp riêng với giáo viên vào trước hoặc sau giờ học để giáo viên có thể giải đáp những thắc mắc mà bạn đang có. While teaching business courses, I try to incorporate multiple business case studies. The student gets hands-on information for the real cases by analyzing the data and coming up with creative solution. Most of all, I want my students to be prepared for their post-secondary educational endeavors. You need to train your body as well as the mind. For growing teenagers, keeping up with regular exercise can keep you healthy, the body and the brain. What's more, participating in sport teams can naturally build your team working skills along with your English. Some say that math and science are not for everyone, but I want to help the students to think outside the box and realize that math and science are very close to us. There are many talented art students at UIS, and I focus on enlightening the students' creativity while instilling art theory to get them ready for post-secondary art programs such as OCAD University. OCAD University is one of Toronto's most prestigious art schools. I'd like to point out that there are music rooms and also art rooms and even a soundproof room at the Eglinton campus prepare for their portfolios for university applications. UAS cung cấp dịch vụ tư vấn riêng dành cho học sinh, nơi mà các bạn có thể đến và gặp gỡ những cố vấn viên tại UAS để có thể chia sẻ mọi thứ xung quanh mình. Và hơn thế nữa, các bạn còn có thể chia sẻ những vấn đề học tập mà mình đang gặp phải với những cố vấn học tập. Những cố vấn viên ở US luôn luôn chào đón và sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn. Bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ những cố vấn viên tại US nhé! Học sinh có thể xem những cố vấn tại US như là những người thân trong gia đình của mình, và các em có thể chia sẻ và tâm sự với các cố vấn học tập về tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là những vấn đề về học tập. Có một số học sinh sẽ gặp phải những khó khăn cho những cái khóa học hiện tại, và cũng có một số học sinh sẽ có những câu hỏi và thắc mắc cho những quy trình đăng ký vào đại học và cao đẳng. Chúng tôi sẽ làm việc với các cố vấn học vụ và cũng như là giáo viên của học sinh để tìm ra cái giải pháp phù hợp nhất cho những vấn đề của các em. Bên cạnh đó, các cố vấn học tập của UIS cũng hỗ trợ những vấn đề liên quan tới homestay, vì chúng tôi biết rằng nhà ở quan trọng với học sinh như thế nào. Nếu các bạn có vấn đề thì đừng lo lắng, các cố vấn học tập của UIS sẽ luôn ở đây. School Adaptation Program Specialist. My job is to ensure that students are adjusting to their school life and they are healthy in their minds and body. They might be complaining about the workload and the difficulties in classes, but generally, they are quite happy with their school. Urban International School cares about the student welfare. So number one, we have the residence program, where we make sure the students have the right study habits, going to school on time, and giving school supervisor who could take care of them. Number two, we have the premium homestay, where students are allowed to have a little bit more preferences on food, locations closer to the school, and some extra cares by the homestay host. And number three, we have the U-Van service, where we'll patrol around the school and around the neighborhood to make sure that our students are safe and they are doing the right things outside of school as well. Chương trình tài năng của UAS và các buổi lễ quan trọng như lễ tốt nghiệp được tổ chức hàng năm tại đây.
các học sinh tài năng của UAS chuẩn bị bài biểu diễn của mình và đến để tỏa sáng trước toàn thể học sinh. UIS là một gia đình, là ngôi nhà thứ hai kết nối những học sinh có cùng chung một mục tiêu hướng tới tương lai mới. Urban International School, the milestone for university success. Urban International School, your best choice for university success.